Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về công việc của mình ha. Cái video của ngày hôm nay á là mình quay được ráp thật nhiều ngày lại với nhau chứ không phải là một ngày. Nó có cái gì đó nó hơi bị lật lật một xíu thì nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy thôi. Nếu không thì thôi cho qua ha. Vì là trong lúc làm việc của mình á thì mình không có thể nào mà quay được cận kẽ cái công việc của mình. Vậy nên mình sẽ không có quay rõ vào cái công việc của mình. Cái công việc của mình nó cũng đơn giản lắm. Nếu mà ở Việt Nam á, các bạn chỉ việc đi vào siêu thị thôi thì thấy những cái nhân viên họ xếp hàng từ xe lên kệ hoặc là từ những cái pallet xếp lên kệ để cho các bạn đi mua sắm. Thì cái công việc của mình nó cũng giống như vậy. Thế nên mình không thể nào quay được công việc của mình. Nó rất là khó để mà quay được như vậy. Trong lúc mình đang làm việc thì mình hầu như là mình không có quay được. Đó. Thế nên các bạn chỉ cần biết là đi vào siêu thị, thấy những người mà xếp hàng giống như mình, những người xếp hàng lên kệ thì công việc của họ cũng giống như mình thôi. Đi vào kho lấy hàng ra, xếp lên kệ à, thế thôi. Nó công việc nó là công việc trên tay mà, công việc đơn giản thôi, nó cũng không có gì là quá khó. Mình thì mình đang edit video nè, nhưng mà thấy chưa đủ ý hoặc là không có diễn giải được nên mình phải quay thêm một chút xíu. Nói chung thì mình quay cho các bạn xem chơi thôi, quay được tới đâu thì hay tới đấy chứ. Chứ không thể nào mà rõ hết được. Thôi thì mình sẽ lấy video này mình ráp vào trong đây rồi các bạn coi ha. It's 3:15 a.m. Chào các bạn, buổi sáng thì rất là lạnh. Mình vừa mới nổ xe trước 10 phút. Để mà ra ngoài thì nó sẽ ấm hơn. Bên ngoài chỉ có 34 độ F thôi. Nó khoảng 1 độ C đó. Rất là lạnh. Thế mình sẽ nổ máy trước cho cái xe nó ấm lên rồi mình sẽ đi ra ngoài rồi lái đi làm thôi. Giờ mình đi làm thôi. Sáng sớm thì lười quá. Bây giờ mình sẽ ra xe và đi làm. Buổi sáng lạnh lẽo, thật là lạnh lẽo quá đi. Đậu ơi, đóng lại. Đi làm sớm quá. 4 giờ. Trời ơi, cái ca gì mà 4 giờ sớm quá. Vẫn khỏe. Người ta còn chưa ngủ dậy. Quang cảnh đường phố về đêm ha, không có cái xe nào hết. Chạy xe rất là đã. Ban ngày nó đông, kẹt xe. Đèn xanh đèn đỏ nè. Bên này bãi xe, bên này vắng hoe. World Green thì phải, mình không nhớ. Không biết nữa. À, Buffalo Wild Wing. Con bò nhưng bán cánh gà. Chạy xe buổi sáng nó rất là đã. Không có cái xe nào hết á. Một mình một đường. Hồi xưa cũng vậy thôi, hồi xưa mình làm ca đêm thì nó cũng như vậy. Đây là Hai Vì nè. Chợ này chợ Hai Vì, bán đồ ăn. Gọi là chợ, market là cái chợ thôi. Gọi cái chợ đây, chợ Mỹ đây. Chợ bên Mỹ thì nó như thế này. Tại vì đường bên này nè, nó đang làm nên mình phải chạy vào cái chợ này. Bên kia là Walmart, thấy không? Tới nơi rồi. Rồi đó, tới nơi rồi đó. Nói chung hôm nay đầu tóc nó ngố một xíu vậy. Và người ta cũng đi làm quá trời rồi, mình tới trễ rồi. Trễ 1-2 phút rồi, không sao hết. Ông đó là supervisor của Walmart. Ông đó cũng mới tới. Nên mình cũng không sao. Nên Walmart về đêm parking á. Các bạn nào mà đi road trip thì có thể đậu xe tít ở ngoài kia. Đậu qua đêm cũng được. Không sao hết. Ở Walmart đó ban đêm á, vắng hoe à. Vẫn có người shopping thôi. Vắng hoe. Nhân viên đi làm sớm. Ngày hôm nay là đầu tóc mình nó sẽ ngố như này ha, mình quên xịt keo rồi. Vội quá. Khu vực này treo quần áo. Cái này gọi là Rocket Cards. Cái này gọi là L card vì nó là chữ L đó. Còn đây là palette cam mà mình sẽ làm ngày hôm nay. Palette cam ha.
lạnh. Bây giờ là 6 giờ, cứ khoảng 2 tiếng thì mình sẽ có nghỉ break time, nghỉ giữa giờ. Cứ khoảng 2 tiếng thì mình sẽ nghỉ được 15 phút. Đây là tủ lạnh, mình lấy Monster của mình, trà của mình, đây của ai mình không biết. Ok, rồi ngồi đây thôi, trong phòng không có ai hết, vì thế mình mới dám quay hết nè, thấy không? Trong phòng không có ai hết, chứ một lát nó đông người lắm, mình không thể quay được, vì thế tranh thủ thôi. Cái thời gian rảnh này thì mình sẽ online, check Facebook, đọc tin tức thôi. Ok, giờ này nó là giờ ăn trưa, mình gọi là giờ ăn trưa, mình sẽ có khoảng 1 tiếng để ăn. Vì là đi làm ở Walmart, vậy nên mình không có mang theo đồ ăn. Mình sẽ dùng đồ ăn đông lạnh ở Walmart, lấy ra đi mua rồi bỏ microwave để ăn thôi. Ở Walmart nó có tới 3 cái microwave để cho mình có thể nấu ăn. Có chỗ sạc điện thoại, có tủ lạnh, có lò nướng, có chỗ pha cà phê, máy pha cà phê mình có thể uống. Có muỗng, nĩa đầy đủ hết. Phòng này người ta gọi là phòng break room cho nhân viên nghỉ ngơi thôi. Xe bẩn quá. Xe bẩn quá. Ok, 1 giờ. 1 giờ là mình tan ca. 1 giờ bên này chắc khoảng cỡ 2 giờ bên Việt Nam. Nóng quá, hôm nay thời tiết rất là đẹp. Nhưng mà lúc mình đi làm buổi sáng thì nó rất là lạnh, 1 độ. Nhưng mà buổi trưa thì đối với mình là ok, là mát. Nhưng mà đối với những người khác thì có thể là lạnh. Nhưng mà buổi sáng đi mặc áo này thì bây giờ phải mặc về thôi. Lạnh, buổi sáng thì lạnh, bây giờ thì mát, nói chung là mát. Bây giờ thì mình đi về. Walmart, wow, nóng quá ha. Trong xe thì nóng, 70 mấy độ. Tương đương bao nhiêu độ Việt Nam nhỉ? 70 độ, mình nghĩ chắc khoảng 22, 23 gì đó. Thì ngoài trời nó mát thôi, trong này thì nó nóng. Nghe nói là nguyên cái khu business này là của người Việt nè. Cái khu phía trước mặt á là của người Việt Nam sở hữu nguyên một cái khu này luôn, cho thuê, cho người ta thuê từng gian như vậy để mà kinh doanh. Taco Bell, đồ mã. Từ đây mà về nhà mình thì cũng khoảng 5 phút thôi, không có xa lắm. Sáng đi 5 phút thì chiều về cũng 5 phút. Hai bên này người ta trồng đậu nành. Mùa này thì cây nó héo hết rồi. Chắc người ta đã thu hoạch xong rồi á. Cây nó héo chuẩn bị làm vụ khác rồi. Năm tới thì người ta sẽ trồng bắp. Người ta không có trồng đậu nành nữa. Họ sẽ trồng luân phiên nhau, năm này đậu nành, năm tới là bắp. Phía bên trái này là cái dealer nè, mình mua xe. Mua xe thay nhớt thì mình cũng ra dealer bên này hết. Bên trái có một cây xăng họ vừa mới mở của Queen gì đó, Quick gì đó, Star gì đó. Họ vừa mới mở đó, nghe nói miễn phí cà phê với lại bán cái gì ta, cheeseburger, hamburger đó. Mấy cái hamburger nó chỉ có 50 cent một cái thôi. Mùa thu lá vàng. Nắng là nắng chói chang luôn. Ở đây là khu dân cư, người ta gọi là nông thôn. À, mình gọi nông thôn. Mà nông thôn ở Mỹ thì nó cũng như này thôi. Khu dân cư nào cũng vậy, nông thôn nào cũng vậy. Các bạn đang được tham quan nông thôn ở Mỹ. Vì ở Mỹ thì ở đâu nó cũng giống nhau hết, nó cũng không khác biệt cho lắm. Thành phố thì nó lớn hơn, nhiều nhà cao tầng sầm uất hơn, giao thông thì kẹt xe nhiều hơn. Nông thôn thì nó thoải mái hơn, đi thì cũng không có bị kẹt xe. Nói chung là không bao giờ kẹt xe luôn. Còn thành phố thì kẹt xe mệt lắm, tốn rất là tốn nhiều thời gian cho việc chạy xe. Như thế là mình đã sắp về tới nhà rồi đó. Chỗ này cái bệnh viện là trạm xá nè, gọi là trạm xá bệnh viện. Thì đi khám bệnh ở đây, nó gọi là Unity Point. Nhưng mà chưa bao giờ khám ở đây, tại vì toàn bác sĩ Mỹ thôi. Mà nhà mình thì hay đi khám ở bác sĩ Việt Nam. Ở đây có một bác sĩ Việt Nam. Khu dân cư Mỹ nó yên tĩnh, nó tương đối yên tĩnh, nó cách xa mấy cái chỗ mà buôn bán đồ sầm uất. Thì đây là khu dân cư Mỹ. Đó, mùa này mùa lá rụng rồi, cây bắt đầu vàng lá rồi.
Cây này thì trụi rồi. Cây này thì vàng khè luôn. Vô. Tới nhà rồi. Vô xe luôn. Như vậy là mình đã về tới nhà, hoàn thành một ngày làm việc, kết thúc một ngày làm việc của mình đó. Ngày làm việc của mình rất là đơn giản, đi làm hãng ở Mỹ là vậy đó. Tới giờ quẹt thẻ đi vô, hết giờ hết ca, quẹt thẻ đi về, xong. Nó chỉ mệt cái xác thôi chứ nó không có nặng cái đầu. Không biết nó chắc kết thúc video đây ha. À, bye bye các bạn vậy. Hẹn gặp các bạn trong video sau ha. Bye bye. Chase has been drawn out enough. I'll wait till you